Trời ơi, nhà gì mà kiếm bốn cái chân để mà cố định cái giường cái mùng lên cũng không có được đó. Thiệt là tình chứ. Trời ơi, đang làm vậy cô gái nhỏ của tôi. Trời ơi, anh Thanh Tú biết không, em đang kiếm bốn cái chân để mà dắt cái mùng lên mà nãy giờ lây hoay hoài mà cũng chưa được. Trời ơi, đây là cái giường không có cái lỗ và cũng không cần phải mắc mùng bằng một những cái thanh gỗ như vậy đâu. Thời buổi 2018 rồi cô gái ơi. Trời ơi, và em quên mất để đó. Cho cô gái của chúng ta sẽ không còn phải lây hoay với những cái thanh gỗ hay là tìm những cái lỗ tròn trên chiếc giường của mình, mắc những chiếc mùng truyền thống, thì ngày hôm nay xin được giới thiệu với cô gái của chúng ta cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên iZshop, đó chính là chiếc mùng tự bung. Và với chiếc mùng tự bung được cất giữ trong một cái vỏ bọc rất là dễ thương với màu xanh coban như thế này, thì chúng ta sẽ cùng xem là ở phía bên trong nó như thế nào nha. Và thưa quý vị, đây là mùng tự bung cho nên là sẽ tự bung ra quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng xem là nó sẽ tự bung ra như thế nào. Đây, bây giờ đây Thanh Tú sẽ làm cho Cẩm Tú bất ngờ đó. Như vậy là nó đã bung ra rồi đúng không nào ạ? Em không nghĩ là với một cái bao nhỏ gọn như vậy mà bung ra là to như vậy luôn. Và có rất là nhiều điều bất ngờ mà Cẩm Tú sẽ cảm thấy vô cùng là thích thú khi theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là thấy không ạ? Vào mùa mưa thì dĩ nhiên là sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái loại côn trùng, đặc biệt là muỗi nè. Thêm vào đó nữa là những cái loại ví dụ như là kiến ba khoang, một trong những cái côn trùng rất là nguy hiểm. Luôn. Và đặc biệt hơn là cái dịch sốt xuất huyết hoặc là sốt Zika thì đang rất là nguy hiểm đối với các trẻ nhỏ cũng như là tất cả chúng ta. Và dĩ nhiên là việc mà chúng ta trang bị những cái loại mùng làm sao vừa dễ sử dụng, vừa đảm bảo được những cái yếu tố thoáng mát cũng như là giúp cho sức khỏe của chúng ta và hạn chế được sự tấn công của các con côn trùng thì đây là một trong những cái giải pháp, Cẩm Tú ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu mở nó ra để cùng xem bên trong nó có gì nào. Hãy cùng mở ra. Đó, mình chỉ cần việc đơn giản, Cẩm Tú ạ. Đó, bên kia. Rồi. Đây, mình sẽ mở nó ra ha. Nó rất là lớn quý vị ơi. Nó rất là lớn và phù hợp với rất nhiều những cái size giường khác nhau luôn ha. À, đây là một chiếc mùng tự bung phù hợp với size giường có kích thước là từ 1m6 2m cho đến 1m8 2m quý vị nha. Đó, quý vị thấy không ạ? Khi mà chúng ta bung ra như vậy thì chiếc mùng của chúng ta đang được ôm trọn vào trong cái phần nệm ở phía bên dưới. Rồi ở phía bên dưới thì có rất là nhiều những cái sợi dây chằng được cố định như thế này đây. Đó, không có bất kỳ một cái vấn đề khó khăn nào, không phải dùng những cái vật dụng lỉnh kỉnh giống như là những cái thanh gỗ hay là những cái loại giường truyền thống mà nó không còn hiện đại và phù hợp với không gian sống hiện đại ngày nay nữa. Và dĩ nhiên rồi một chiếc mùng như thế này thì chắc có lẽ là các bà mẹ bỉm sữa có con nhỏ rất là cần, đúng không Cẩm Tú? Chính xác luôn. Trong chương trình ngày hôm nay thì ngoài cái sản phẩm chất lượng như là mùng tự bung này thì iZshop còn muốn gửi đến cho quý vị là những cái thiết bị khác nữa để cho chị em của mình có thể là tiết kiệm hơn nữa về chi phí. Đó chính là bộ ráp giường và hai vỏ gối với những cái màu sắc rất là ngọt ngào và sáng nữa, giúp cho chúng ta có thể là thay đổi những cái da giường của mình hoặc là cái gối của mình. Ngoài ra nữa thì còn được tặng thêm một cái bóng đèn. Thì đó là trọn một cái bộ sản phẩm với một mức giá rất là tiết kiệm luôn. Chỉ 399.000 đồng là quý vị có thể sở hữu cho mình một cái bộ sản phẩm nè, kèm theo với lại quà tặng để cho mình có thể là giữ được một giấc ngủ êm ái và rất là ngon giấc cho cả các thành viên trong gia đình của mình luôn. Và có thể nói là đối đến đây thì rất là nhiều chị em của mình cũng mong muốn sở hữu được chiếc mùng tự bung kèm theo quà tặng của chương trình gửi đến cho quý vị. Chỉ cách quý vị có một cuộc gọi thôi ạ. Quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Tất cả chúng tôi đang chào đón tất cả cuộc gọi của quý vị ạ. Với một đơn hàng thành công thì quý vị đặt hàng sở hữu chiếc mùng tự bung ngày hôm nay với mức giá là 399.000 đồng quý vị nha. Với 399.000 đồng mà dĩ nhiên chúng ta đã có ngay một cái giải pháp chăm sóc sức khỏe thật tốt thì quý vị còn được tặng kèm đó chính là một bộ ra và hai vỏ gối nằm quý vị nha. Và hai vỏ gối này thì có kích thước phù hợp với kích thước của vỏ gối bên ngoài thị trường cho nên quý vị chúng ta hoàn toàn yên tâm nha. Thêm vào đó nữa, ngày hôm nay đừng quên quà tặng rất ý nghĩa, đó chính là hai bóng đèn tích điện 9W. Bóng đèn tích điện với 9W cho dãy sáng liên tục, có tích điện dự phòng, tự sáng liên tục trong vòng 4 giờ khi cúp điện. Với bóng đèn tích điện không chứa khí độc, sinh nhiệt, không gây cận thị và nhức mỏi mắt, rất an toàn cho người sử dụng. Và kính thưa quý vị, hãy nhanh tay gọi điện thoại cho chúng tôi ngay bây giờ và chúng tôi cũng sẽ cam kết giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành toàn quốc quý vị nhé. Mùng tự bung Airy dễ dàng mở ra, dễ dàng gấp gọn. Không cần cọc mùng, không cần cột dây, không sổ chân mùng khi nằm quạt. Mùng tự bung Airy bảo vệ an toàn cho gia đình khỏi muỗi và côn trùng cắn đốt. Mùng tự bung Airy chất liệu thông thoáng không bị bưng bí khi nằm, phù hợp cho mọi kiểu giường truyền thống hay hiện đại. Kích thước sử dụng cho giường 1m4 đến 1m8, nhiều mục đích sử dụng khác nhau cho giường ngủ, phòng khách hay có thể ngồi thiền, tập yoga cũng vô cùng phù hợp.
mùng tự bung Airride với mức giá chỉ 399.000 đồng, tặng ngay một bộ ráp cô tông cao cấp 1m6 bao gồm một ráp và hai vỏ gối nằm, hai bóng đèn tích điện 9W. Lưu ý quà tặng chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng trong giờ đang phát sóng. Có rất nhiều quý vị khán giả có một cái câu hỏi, không biết là Cẩm Tú có câu hỏi thắc mắc là chiếc nguồn này chúng ta có thể dễ gấp và dễ giặt, dễ vệ sinh không ạ? Chắc chắn rồi, cũng giống như nhiều khán giả ở đây thôi, chị em của mình rất là quan tâm tới sức khỏe của con em nhà mình nè. Nhưng mà một cái vấn đề cũng không có phải là dễ dàng đâu, bởi vì là quan tâm tới cái việc là giặt mùn có dễ hay là không, rồi cái cách mà mình bảo quản hay là mình giặt giũ nó như thế nào đó anh Tú. Thì anh Tú có thể là bật mí cho chị em của mình để có thể an tâm hơn khi mà mình mua sở hữu cái sản phẩm này không? Đây, và bây giờ đây thì một người đàn ông rất là nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc và chăm sóc sức khỏe cho gia đình sẽ hướng dẫn cho các chị em phụ nữ của chúng ta. Và đặc biệt hơn là trước khi chia sẻ thông tin này thì cũng xin được nhắc lại với tất cả quý vị rằng đây là chiếc mùng đến từ thương hiệu Airi với một cái thiết kế rất là thông minh, và đặc biệt hơn là thiết kế theo dạng lều có chiều cao rất là phù hợp cho cả người lớn, cho cả trẻ nhỏ. Và đặc biệt hơn hết là cái mặt lưới của nó rất là mềm mịn và có hàng ngàn những cái lỗ nhỏ li ti như thế này, có kích thước bảo vệ không cho bất kỳ một cái con côn trùng nào tấn công chúng ta vào giấc ngủ của chúng ta quý vị nha. Và đặc biệt hơn hết đó chính là quý vị cũng có một cái thắc mắc cũng giống như Cẩm Tú vừa chia sẻ, đó là khi mà chúng ta gấp mùng lại thì có dễ hay không. Bây giờ đây rất là dễ quý vị ạ, chỉ việc một thao tác đơn giản thôi đó, quý vị thấy không ạ? Chúng ta chỉ cần gấp đôi nó lại như thế này, rồi đầu bên kia như vậy là chúng ta đã có ngay. Khi mà gấp đôi như vậy đó, quý vị thấy không ạ, nó sẽ trở thành một cái hình tam giác. Và đây, sẵn tiện đây chia sẻ với tất cả quý vị luôn là ở một phần của chiếc mùng của chúng ta thì có một cái đường dây kéo rất là dài và may rất là chắc chắn bao bọc như thế này, giúp cho quý vị chúng ta khi mà chúng ta ngủ, chúng ta bước vào trong á cũng rất là dễ dàng. Và đặc biệt là bước vào trong á thì cũng có một cái phần dây kéo để quý vị có thể kéo lại một cách rất là chắc chắn quý vị ha. Và bây giờ Thanh Tú sẽ hướng dẫn cho quý vị cách mà chúng ta gấp chiếc mùng này lại như thế nào quý vị nha. Quý vị quan sát thấy chúng ta có tổng cộng là 3 mũi nhọn, đầu tiên là ở phía bên này, 3 góc là 1 góc, 2 góc và 3 góc. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ gấp chiếc mùng này theo hình số 8 quý vị nha. Đó. Rồi, như khi mà chúng ta đã gấp một góc theo hình số 8 rồi thì quý vị chúng ta sẽ cố định cái phần ở phía dưới như này, một vòng tròn, một tay chúng ta giữ ở trên và một tay chúng ta sẽ giữ ngay chỗ cái nếp gấp này. Rồi cái nếp gấp này chúng ta sẽ cố định bằng đầu gối quý vị ha. Đây là cách mà Thanh Tú thấy là khi mà Thanh Tú gấp chiếc mùng này một cách rất là dễ dàng luôn. Rồi như vậy thì hai đầu còn lại chúng ta cũng sẽ gấp theo hình số 8 quý vị ạ. Đây, quý vị thấy không ạ? Đây, gấp theo hình số 8 luôn quý vị nha. Gấp theo hình số 8 rất là tự tin và thoải mái quý vị ha. Đó, quý vị thấy không ạ? Như vậy là đã rất là gọn gàng rồi. Ví dụ như mình sử dụng xong mà mình muốn cất giữ vào ở ví dụ như dưới đít giường nè, hoặc là thậm chí mình bỏ trên đầu tủ thì vừa rất là đơn giản thôi. Đó chính là chúng ta sẽ bỏ vào trong một chiếc bao như thế này đây quý vị ạ. Và chúng ta sẽ bỏ vào trong một chiếc bao như thế này, đơn giản thôi ạ. Đó. Còn về vấn đề giặt giũ thì như thế nào cũng không có quá khó khăn đâu thưa quý vị. Nếu như mà quý vị sau một thời gian mình sử dụng nó, mình muốn vệ sinh á, thì mình chỉ cần là để những cái xà bông lên và sau đó là mình dùng cái vòi xịt đó để mà phun lên cái vùng mùng của chúng ta thì sẽ có ngay một cái vùng mà cái mùng mới tinh tươm thưa quý vị, và chúng ta đã có thể bắt lên và chúng ta ngủ một giấc ngủ rất là ngon và thoải mái. Và nói đến đây thì Cẩm Tú mới nhớ ra một cái vấn đề nữa là Thanh Tú, bởi vì là nếu như mà ngày trước á mình không có những cái loại mùng như vậy nè, đúng rồi, nhiều chị em có những lúc là chúng ta làm rất là mệt mỏi thì cũng lười bắt cái mùng, thì chúng ta hay là xịt mũi hay là xịt những cái chai xịt côn trùng, thì những cái loại này là những cái loại hóa chất thì thực sự là không có tốt cho sức khỏe của những cái người thân xung quanh đâu thưa quý vị. Nào là trẻ em nè, hoặc là người lớn tuổi, thậm chí là phụ nữ đang mang thai hoặc là cho bé bú thì nó rất là nguy hại luôn. Cho nên là chúng ta cần có một cái giải pháp thưa quý vị, một cái giải pháp mà để cho chúng ta có thể là vừa bảo đảm về cái giấc ngủ cho con em của mình, các thành viên trong gia đình của mình luôn, hoặc là ví dụ như gia đình chúng ta thỉnh thoảng có những người thân ở dưới quê mình lên, gia đình của mình thì có thể là chuẩn bị thêm hai cái chẳng hạn, một cái là để trong giường ngủ, một cái là mình để tiếp khách đó, thì chúng ta có thể là có một cái giấc ngủ rất là ngon cho những cái vị khách của mình, thì cũng thấy là rất là lịch sự nè và cũng rất là chu đáo luôn. Như vậy thì là đối với cái sản phẩm ngày hôm nay thì quý vị đừng quên là với một mức giá chỉ 399.000 đồng mà quý vị còn được Asus Shop gửi tặng đến quý vị là một bộ ráp giường cũng như là hai vỏ gối với những cái màu sắc rất là trang nhã và lịch sự, để chúng ta có thể là thay đổi cái không gian phòng ngủ của chúng ta trở nên là thư thái, thoải mái hơn. Và một điều nữa rất là thích của cái quà tặng ngày hôm nay, và nếu mà chị em nào mà chúng ta đã có chiếc mùng này rồi mà chưa có cái phần quà tặng như là cái bóng đèn mà chúng tôi gửi đến, thì quý vị cũng có thể là chúng ta đặt hàng ngay cho Asus Shop quý vị ơi. Còn một điều mà Cẩm Tú sẽ không quên giới thiệu với quý vị đó là cái phần khóa kéo đó quý vị, hồi nãy có thể thấy là
phần khóa kéo này thì sẽ giúp cho chúng ta ra vào một cách rất là dễ dàng luôn. Nếu như mà cái mùng ngày xưa đó mà chúng ta đi ra vô thì sợ rất là muỗi nè, nó bay vô nè, rồi nó xốc xếch cái mùng lại thì cũng rất là khó chịu. Còn đối với cái mùng tự bung này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái đường khóa kéo mềm mại nè, rất là dễ chúng ta khóa kéo nè. Nếu như mà bên ngoài của chúng ta dễ kéo như thế nào thì bên trong cũng dễ kéo như vậy luôn nha quý vị. Đây quý vị thấy không, chứ không cần là chúng ta phải luồn tay ra ngoài, rất là bất tiện đâu, rất là dễ dàng luôn, tạo cho chúng ta cảm giác là rất là muốn đi ngủ và để có một giấc ngủ rất là ngon êm ái thưa quý vị. Đây quý vị có thể thấy là Cẩm Tú đang di chuyển cái phần khóa kéo của mình rất là êm ái và mềm mượt luôn. Wow, đây, rất là đặc biệt đúng không ạ? Và đối với những cái loại mùng truyền thống đó Cẩm Tú thì dĩ nhiên là sẽ có rất là nhiều những cái mép mùng với nhau được thiết kế theo kiểu truyền thống đó. Thì dĩ nhiên là đôi khi mà chúng ta tấn mùng không kỹ, mình chần không kỹ á, thì dĩ nhiên là muỗi có thể dễ dàng vàng vào đúng, hoặc là thậm chí vào những cái mùa nóng, hoặc là thậm chí là vào những cái mùa mà chúng ta cần có một cái không gian ngủ thoải mái hơn, mà ví dụ như sử dụng quạt chẳng hạn như vậy, thì cái cơn gió nó cũng sẽ làm hai cái mép mùng nó bị lệch ra. Chính và xác. Dĩ nhiên là con côn trùng nó cũng có thể dễ vào và gây ra những cái tình trạng bệnh cho chúng ta. Và chiếc mùng này thì sẽ hoàn toàn khắc phục được tất cả những cái khuyết điểm của chiếc mùng truyền thống quý vị ạ. Và nếu như quý vị chúng ta không tin cũng như là Cẩm Tú không tin á, thì Cẩm Tú có thể ngồi vào trong và bên này thì Thanh Tú sẽ tiến hành bật quạt để xem là ở phía bên trong có cảm nhận được cái làn gió nó thoải mái, nó dễ chịu giống như là khi mà chúng ta ngồi trước quạt hay không nha. Rồi, nhất trí đó. Rồi, để Cẩm Tú xem thế nào đây. À, đứng cạnh bên kia có cảm nhận được không ạ? Rất là dễ chịu đúng không ạ? Phải nói là Cẩm Tú có để ý không ạ? Cái phần mép lưới ở phía bên kia nó đang động đậy kìa. Đó, nó thổi lên luôn kìa. Đó, vậy là chưa? Chứng tỏ nó là rất bên kia là luôn. Mát luôn. Rất là thoải mái đó, nó đang động đậy và nó đang bị tác động bởi lực gió quý vị ạ. Đó. Nè, để cho quý vị quan sát dễ hơn nè, Tú để gần một chút xíu nha. Đó, quý vị thấy không ạ? Cái phần mép mùng ngay tận tay của Cẩm Tú nó đang bị rung lên quý vị ạ. Quạt gió phía bên này cách tầm độ khoảng 1m6 đến 2m quý vị nha. Cho nên là tất cả quý vị chúng ta sẽ không có cảm giác là bị bưng bí hay là bị khó chịu khi mà chúng ta sử dụng quạt gió nha quý vị nha. Còn ở những cái góc mùng thì sao đây? Thanh Tú sẽ chĩa quạt trực tiếp vào trong những cái phần góc mùng của chúng ta luôn. Vẫn không có vấn bất đề kỳ gì hết. Luôn đề vấn đề gì đúng không nào? Là không có bất kỳ một cái vấn đề nào hết nha quý vị nha. Cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn yên tâm, bởi vì sao? Ngày hôm nay tất cả quý vị có ngay một cái giải pháp, đó chính là tất cả chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn với chiếc mùng tự bung đến từ thương hiệu Agree mà chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị trong ngày hôm nay. Và bên cạnh đó 399.000 đồng đã có ngay một giải pháp chăm sóc sức khỏe thật tốt, thì quý vị còn được tặng kèm đó chính là một bộ bra và hai vỏ gối nằm quý vị nha. Và hai vỏ gối này thì có kích thước phù hợp với kích thước của vỏ gối bên ngoài thị trường, cho nên quý vị chúng ta hoàn toàn yên tâm nha. Thêm vào đó nữa, ngày hôm nay đừng quên quà tặng rất ý nghĩa, đó chính là hai bóng đèn tích điện 9W. Bóng đèn tích điện với 9W cho dãy sáng liên tục, có tích điện dự phòng, tự sáng liên tục trong vòng 4 giờ khi cúp điện. Với bóng đèn tích điện không chứa khí độc, sinh nhiệt, không gây cận thị và nhức mỏi mắt, rất an toàn cho người sử dụng. Và quý vị thân mến, theo như khuyến cáo của các bác sĩ, để mà chúng ta có được một giấc ngủ ngon cũng như là con em của chúng ta, thì chúng ta cần chuẩn bị cho cái gian phòng ngủ của mình á, là những cái thiết bị là tối ưu nhất, ví dụ như là những cái ra giường thật sự là mát mẻ, thoải mái, thông thoáng, và tất nhiên là không thể thiếu những chiếc mùng để mà chúng ta xua đuổi muỗi, những cái loại côn trùng nguy hại cho cơ thể, rất là nhiều những cái dịch bệnh khác nữa thưa quý vị. Bởi vậy mà với một mức giá là chỉ có 399.000 đồng thôi, nhiều khi là chúng ta đã ăn một bữa ăn thì cũng đã hết rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đầu tư ngay cho sức khỏe thì không bao giờ là mất hoặc là phí phạm đâu thưa quý vị. Chúng ta vừa có thể là bảo vệ sức khỏe cho con em, là những cái thành viên lớn tuổi trong gia đình, hoặc là ông xã bà xã nữa, thì nó rất là ý nghĩa và nó cần hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà Cẩm Tú tin chắc rằng số điện thoại của chúng tôi đang rung lên, đang reo lên bởi những cái cuộc gọi cũng như là mong muốn đặt hàng từ quý vị. Và quý vị ơi, quý vị đừng quên nha, còn những cái phần quà tặng cũng như là sản phẩm chính thì đang rất là hấp dẫn, đang muốn quý vị sở hữu đây ạ. Và kính thưa quý vị, hãy nhanh tay gọi điện thoại cho chúng tôi ngay bây giờ, và chúng tôi cũng sẽ cam kết giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành toàn quốc quý vị nhé. Chúng ta cùng nhau điểm lại một lần nữa sản phẩm chính ngày hôm nay, đó chính là chiếc mùng tự bung. Chiếc mùng này rất là dễ dàng sử dụng, được thiết kế rất là hiện đại với chiều cao phù hợp, và đặc biệt hơn là phù hợp với rất nhiều những size giường, size niệm khác nhau. 1m6, 2m đều có thể sử dụng được, 1m8, 2m cũng có thể sử dụng được luôn quý vị nhé. Và kính thưa quý vị, chiếc mùng tự bung này sử dụng được trong
trong rất là nhiều những trường hợp khác nhau. Ví dụ như buổi tối mình mắt mình ngủ nè, ban ngày thì mình để cho con trẻ chơi ở phía bên trước nhà chẳng hạn như vậy. Hoặc là thậm chí đối với những ai mà thường đi du lịch bụi, mà thường đi cắm trại đó, có thể dễ dàng mang theo vào những cái vùng, ví dụ như là những cái vùng mà có nhiều cây cối, có nhiều con côn trùng tấn công đó. Giống thì như cái lều như vậy đó. Chính xác, giống như một cái lều như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một cái giấc ngủ ngon hơn. Ví dụ như mình mắc như vậy thì mình không cần phải mang lều nữa, mình chỉ cần có một cái tấm bạt phủ lên trên, mình che sương che gió thì cũng đã có ngay một cái chuyến đi như là mình đang ở nhà rồi, không Thanh Tú? Chính xác là như vậy luôn. Đó là đối với những tín đồ nào mà chúng ta yêu thể thao, chúng ta hay tập những môn yoga thì đây cũng là một cái thiết bị hỗ trợ rất là tốt. Chị em của mình á, nhiều khi cần một cái nơi để mà mình thư giãn, mình luyện tập thì bây giờ có ngay một cái giải pháp đến từ chiếc mùng tự bung của Aesop gửi đến cho quý vị. Thì chúng ta vừa có thể là an tâm để chúng ta tập luyện nè, chúng ta thư thái để mà chúng ta có một cái sức khỏe tốt nữa. Cho nên ngày hôm nay tất cả chúng ta đang sở hữu ngay một trọn một bộ combo để quý vị có một giấc ngủ ngon với 399.000 đồng mà thôi. Do vậy là ngay lúc này thời lượng chương trình cũng đã dần dần trôi qua rồi. Khi mà chúng tôi nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị thì chương trình này cũng sẽ được khép lại, và tất cả quý vị cũng có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm ngày hôm nay nếu như quý vị truy cập vào trang web của chương trình và đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí quý vị nha. Sản phẩm chính, sản phẩm phụ, sản phẩm quà tặng thì cũng được giao tận tay cho tất cả quý vị trên 63 tỉnh thành toàn quốc. Mùng tự bung Airride dễ dàng mở ra, dễ dàng gấp gọn, không cần cọc mùng, không cần cột dây, không sổ chân mùng khi nằm quạt. Mùng tự bung Airride bảo vệ an toàn cho gia đình khỏi muỗi và côn trùng cắn đốt. Mùng tự bung Airride chất liệu thông thoáng, không bị bưng bí khi nằm, phù hợp cho mọi kiểu giường truyền thống hay hiện đại. Kích thước sử dụng cho giường 1m4 đến 1m8, nhiều mục đích sử dụng khác nhau, cho giường ngủ, phòng khách hay có thể ngồi thiền, tập yoga cũng vô cùng phù hợp. Mùng tự bung Airride với mức giá chỉ 399.000 đồng, tặng ngay một bộ ráp cô tông cao cấp 1m6, bao gồm một ráp và hai vỏ gối nằm, hai bóng đèn tích điện 9W. Lưu ý, quà tặng chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng trong giờ đang phát sóng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì cho phép Thanh Tú cũng như là tất cả những người thực hiện chương trình, và đặc biệt hơn là người bạn dẫn đó chính là Cẩm Tú, được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị, và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.